Trong thể thao, việc so sánh các cầu thủ với nhau chẳng còn chuyện xa lạ. Ngưỡng mộ lẫn giới mộ điệu để muốn tìm ra ai là kẻ giỏi hơn. Giỏi hơn chưa đủ, họ cần tìm ra kẻ giỏi nhất. Thế nên những cuộc tranh luận chưa bao giờ mất nhiệt và chúng sẽ nổ ra khi có ai đó châm ngòi. Mới đây, từ một bài đăng tưởng chừng vô thưởng vô phạt của trang Clutch Point NBA đã châm ngòi một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Cụ thể, Clutch Point đã đăng lên Twitter một bức ảnh về ngọn núi Rushmore của Mỹ. Trên đó có 4 cầu thủ mà theo họ là những tay ghi điểm kỹ thuật nhất mọi thời đại. Cái tên không xa lạ gồm Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant và Kevin Durant. Tưởng chừng sẽ chẳng có gì đáng để bàn cãi, thì Mike James, một cầu thủ thuộc đội hình Brooklyn Nets mùa giải trước, đã chia sẻ bài đăng ấy cùng dòng trạng thái: "Tôi không nói dối các bạn đâu, Kyrie đủ trình cho một vị trí trên đỉnh Rushmore, James Harden cũng có thể xem xét." Một người hâm mộ sau đó đã phản pháo rằng cựu cầu thủ của Nets đang quá ưu ái cho Kyrie, mà quên mất Curry cũng là một tay ghi điểm xuất sắc. Mike sau đó cũng đáp lại rằng Kyrie có bộ kỹ năng hoàn thiện hơn Steph, Steph là xạ thủ xuất sắc hơn, còn lại những kỹ năng bóng rổ Kyrie vẫn nhỉnh hơn. Bình luận của Mike không hề xem nhẹ khả năng của siêu sao Golden State Warriors. Anh đã khẳng định khả năng ném rổ của Curry là vô đối, chỉ là bộ kỹ năng không đa dạng bằng Irving. Tuy nhiên, ý kiến riêng này của anh đã làm dấy lên một cuộc tranh luận rôm rả hơn bao giờ hết. Giờ đây thế giới mạng đang đưa ra lý lẽ để chứng minh ai mới là người giỏi hơn. Trong đám đông sôi nổi ấy, có người đã phát hiện Kevin Durant, người đã và đang thi đấu cùng hai nhân vật chính, đã âm thầm thả nút like cho bình luận của Mike James. Liệu đây có phải lời ngầm khẳng định của KD hay chỉ đơn thuần là like dạo? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Vậy nếu xét theo góc độ khách quan nhất, ai mới là kẻ xuất sắc hơn? Đầu tiên cần khẳng định rằng Stephen Curry và Kyrie Irving là hai hậu vệ dẫn bóng thành công bậc nhất NBA hiện tại. Nếu tính riêng về số lần nâng cúp, cả hai có tổng cộng 4 lần lên ngôi vô địch. Còn về số lần được gọi tên trong đội hình All-Star, họ có tổng cộng 14 lần xuất hiện chia đều cho cả hai. Với số danh hiệu dài 2 tờ giấy A4, họ có tên trong sảnh danh vọng khi giải nghệ. Đó là điều chắc chắn. Kyrie Irving có xuất phát điểm tốt hơn hẳn so với người đồng nghiệp. Hậu vệ của Brooklyn Nets được để mắt đến khi còn là sinh viên trường đại học Duke. Với tiềm năng khủng khiếp của mình, anh được lựa chọn ở vị trí đầu tiên năm 2011 bởi Cleveland Cavaliers. Irving ngay lập tức giành luôn danh hiệu tân binh của năm như minh chứng thép cho tiềm năng ngôi sao của mình. Stephen Curry thì khác, anh tiến vào NBA giữa những nghi hoặc bủa vây. Bước ra từ ngôi trường Davidson kém danh tiếng, thể hình mỏng cơm của Curry cũng khiến nhiều đội bóng phải e rè, và phải đến lượt thứ 7 của kỳ tuyển quân năm 2009, tên của Curry mới được sướng lên bởi Golden State Warriors. Tuy xuất phát điểm có phần chậm chạp, nhưng hiện tại Stephen Curry lại khiến người ta ngưỡng mộ bởi một CV cực kỳ hoành tráng. Đầu bếp đã xào nấu khắp NBA 12 mùa giải, bao gồm 7 lần tham dự vòng playoff. Đặc biệt trong 7 lần ấy, Curry cùng các đồng đội đã có 3 lần nâng cúp vàng danh giá. Thêm vào đó, anh còn là thành viên của câu lạc bộ 50-40-90, nơi vinh danh những xạ thủ có hiệu suất tổng, hiệu suất ném ba và ném phạt cao ngất ngưởng. Danh sách này bao gồm cả Irving là người thứ 9 ghi danh. Mùa giải 2020-2021 có thể xem là một mùa giải bùng nổ nhất của vị bếp trưởng đại tài. Anh vượt cả số điểm trung bình mà anh ghi được trong mùa giải MVP của mình với 32 điểm ghi được mỗi trận. Đặc biệt, Curry chỉ cần 34 phút để có được thành tích này. Mùa giải vừa rồi cũng chứng kiến tháng 4 điên rồ của anh với vô số thành tích về ném xa được thiết lập. Những thành tích trên của Curry khiến Uncle Drew trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Irving chỉ có một nhẫn so với người đồng nghiệp. Điều này có phần dễ hiểu khi Irving bước vào NBA trễ hơn 2 năm. Trong 10 mùa giải đã qua, một nửa trong số đó, Irving tiến đến vòng playoff. Dù có thời điểm anh thi đấu cực kỳ bùng nổ để tìm kiếm danh hiệu MVP, đặc biệt là trong 2 năm gắn bó với sắc xanh của ba lá. Tuy vậy, bằng cách này hay cách khác, anh vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu MVP cao quý. Ở thời kỳ hoàng kim của mình, Kyrie Irving có trung bình 25,2 điểm, 5,8 kiến tạo và 1,2 lần cơm bóng. Và một thành tích nghe có vẻ không chính thức lắm, nhưng chính Irving là người thực hiện cú ném ấn định chiến thắng cho Cavalier tại game 7 chung kết năm 2016. Người làm nền không ai khác ngoài Curry. Trả lời báo giới, bếp trưởng thẳng thắn chia sẻ khoảnh khắc ấy vẫn còn là vết sẹo lòng trong anh dù đã 5 năm trôi qua. Nhìn chung về mặt thành tích và danh hiệu, bếp trưởng đang nhỉnh hơn nếu không muốn nói là vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế mà đã kết luận phần thắng nghiêng về siêu sao Warrior thì quá vội vàng. Xuyên suốt những năm tháng thi đấu đỉnh cao, ngoại trừ 2 năm thi đấu cho Boston Celtics, Uncle Drew chưa từng là một ngôi sao số 1 tại đội bóng. Anh chỉ là số 2 bên cạnh những LeBron James và Kevin Durant. Còn Curry thì khác, anh có hẳn một hệ thống chiến thuật hậu thuẫn phía sau. Các mạng miếng tấn công của chiến binh vùng vịnh được xây dựng lấy Curry làm trung tâm và mức độ thành công của tập thể luôn tỷ lệ thuận với tài năng của Curry. Thế nên chúng ta cùng mổ xẻ lối chơi của cả hai để có cái nhìn xác thực hơn. Một điều rất dễ nhận thấy ở vị trí hậu vệ dẫn bóng đều sở hữu những kỹ năng cần có ở vị trí này. Ném rổ, đột phá hay kiến thiết lối chơi
bộ đôi hậu vệ này đã quá thuần thục. Tuy nhiên, những điểm nổi bật trong lối chơi của Curry chính là khả năng ném xa bất chấp khoảng cách. Những cú ném ấy đã thay đổi tư duy bóng rổ NBA từ một kỷ nguyên trân trọng khả năng ném trung bình chuyển sang kỷ nguyên nhà nhà ném ba, người người ném xa. Tư duy này đã truyền cảm hứng cho những đứa trẻ, chúng bắt đầu tập ném ba trước khi tập những động tác cơ bản. Ở Vinh thì sao? Hậu vệ của Nets làm nức lòng người hâm mộ bằng đôi bàn tay ma thuật. Chỉ cần có bóng trong tay Uncle Drew có thể dễ dàng biến một tay phòng ngự trở thành gã hề trong chớp mắt. Khả năng kiểm soát bóng đến mức hoàn hảo giúp Irving không bị lép vế khi bị đẩy vào những tình huống 2-1. Pick One năm 2011 thuần thục những tuyệt kỹ qua người từ cơ bản đến nâng cao, vì vậy mà anh có thể thoải mái phô diễn kỹ năng cực kỳ hút mắt. Tuy nhiên mục đích thì không chỉ đơn thuần là để biểu diễn. Nó cho thấy thiên hướng tấn công rồ của Uncle Drew, tận dụng khả năng tạo không gian hẹp bằng những đường đảo bóng. Khi đã tiếp cận rổ, gói kỹ năng lên rổ cực đa dạng của anh lại có đất dụng võ. Các hướng lên rổ của Uncle Drew rất khó đoán định khi anh tận dụng tốt cả hai tay và nhả bóng ở góc bảng cao để tránh bị block. Con số ấn tượng 83% hiệu suất cho thấy hậu vệ Brooklyn đáng sợ như thế nào ở khoảng cách cận rổ. Theo chiều ngược lại, thế mạnh của ngôi sao Warrior như đã đề cập chính là những cú ném tầm xa. Không chỉ xếp thứ hai trong danh sách những xạ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Curry còn đồng thời xuất hiện nhan nhạt trong những kỷ lục liên quan đến ném 3 điểm. Chắc hẳn sẽ chẳng ai phàn nàn khi tôi nói rằng ở thời điểm hiện tại không ai có thể đánh bại Stephen Curry về khoản ném 3. Nói như vậy không có nghĩa Curry tệ ở khoản đảo bóng và kết thúc cận rổ. Hai hậu vệ ngôi sao này hoàn toàn có thể gật cổ chân bất cứ ai và lên rổ dễ dàng bất chấp trước mặt có là ai. Irving với hiệu suất ném 3 gần 40% toàn sự nghiệp cũng không hoàn toàn bị lép vế bởi người đồng nghiệp. Tỷ số tạm thời là 1-1. Đây chính là yếu tố mà tôi đánh giá Curry làm tốt hơn. Nếu khả năng đột phá của Irving tạo cho anh rất nhiều cơ hội dứt điểm cận rổ. Tuy nhiên điều đó vô hình chung làm thui chột khả năng kiến thiết lối chơi của Pick One năm 2011. Anh không thể thi đấu nếu không có bóng trong tay và đôi khi Irving quá ham bóng mà đánh mất cơ hội ghi điểm dễ dàng hơn. Người đồng nghiệp tại Warrior thì không như thế. Bếp trưởng được đánh giá cao ở khả năng di chuyển không bóng. Nó chẳng những giúp cho Curry có nhiều hướng tấn công hơn mà còn đóng góp cho chiến thuật chung của toàn đội. Cần nhớ rằng muốn điều khiển nhịp độ trận bóng hoặc kiến thiết lối chơi không nhất thiết phải có bóng trên tay. Đôi khi chỉ cần di chuyển hợp lý, cơ hội ghi điểm đã mở ra rồi. Về khoản kiến tạo, ngôi sao Warrior nhỉnh hơn với trung bình 6,5 so với 5,7 của ngôi sao Phoenix, 2-1 cho Stephen Curry. Vì thiên hướng tấn công xa rổ thế nên, ở Curry chúng ta không nhìn thấy những tình huống tỉ đè tiếp cận rổ. Ngược lại, Curry lại nhỉnh hơn ở khía cạnh này. Khả năng đột phá cần rất nhiều sức mạnh cơ bắp. Tuy bếp trưởng đã có những chuyển biến rõ rệt ở phần bắp tay, tuy nhiên tôi vẫn thấy Irving là kẻ chiến thắng trong tiêu chí này. Uncle Drew san bằng tỷ số 2-2. Bóng rổ hiện đại đang dần mất đi những hậu vệ xuyên phòng ngự như Gary Payton hay là Tony Allen khi xưa. Chính vì vậy cả Stephen Curry và Kyrie Irving không quá xuất sắc ở khâu phòng thủ. Tuy nhiên với một danh hiệu vua cướp bóng trong bộ sưu tập danh hiệu, Curry xứng đáng được điểm cộng. Theo chiều ngược lại, với lợi thế thể chất đã đề cập phía trên, Irving lại nhỉnh hơn ở chỉ số block. Anh có tổng cộng 224 cú chắn bóng toàn sự nghiệp. Con số này của Curry khá khiêm tốn, chỉ 164. Tính đến mùa giải 2020-2021, cả hai đã gặp nhau tổng cộng 28 lần, bao gồm 15 trận giai đoạn mùa giải chính thức và 13 trận vòng playoff. Curry mỉm cười cuối trận nhiều hơn với 16 trận đấu và tất nhiên chỉ số trong những trận thắng ấy cũng nhỉnh hơn đối thủ. Với những phân tích trên, hẳn các bạn đã có cho mình câu trả lời ai là kẻ xuất sắc hơn. Tuy nhiên video chỉ mang tính chất tham khảo và tạm thời, vì NBA vốn thiên biến vạn hóa và khoảng thời gian thi đấu đỉnh cao của cả hai sẽ chẳng kết thúc vào ngày mai. Vì vậy mà mọi so sánh đều chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Thế nhưng cuộc tranh luận trên mạng xã hội hẳn có dài và tôi cho rằng đây là điều cần thiết. Hãy xem đó như là chất xúc tác cho cả hai bùng cháy thật mạnh mẽ ở mùa giải sắp tới. Trong bối cảnh cả Brooklyn Nets và Golden State Warriors đều có những động thái xây dựng một đội hình mạnh mẽ, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào những cuộc đụng độ tóe lửa giữa hai câu lạc bộ nói chung và Stephen Curry lẫn Kyrie Irving nói riêng.